Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cung con. Ở trên tay của Nguyễn Cung đang làm một cái hộp máy của chú ở ngoài Bình Thuận gửi vào nha mọi người. Thì chú có gửi kèm theo, thơm lắm. Hình như là gửi hai cái máy với lại kèm theo một chút xíu quà quê hương nha mọi người. Thì để Nguyễn Cung vui ra xem bên trong là thứ gì nha. Dạ. Ok. Con gỡ ba. Thôi, cái dao này con. Đây để ba khui ra cho con người bóc nha. Đây này. Ba cắt ra rồi cho con bóc ra nha. Dạ. Đó. À, tránh đi con dao ba đang cắt này đừng có phòng tay con đấy. Đó, ok chưa? Ra này qua mực khô nè. Mực nè cho quà quê hương nè mọi người. Quà wow, rất thơm nha mọi người, mực này không biết là mực trứng hay gì ấy. Nè rất ngon nha mọi người. Rồi nhìn chảy nước miếng luôn đấy. Nè, con mực nhỏ nhỏ này là mực đúng mực quê hương của nắng luôn mọi người. Ok, ôi con ra làm gì con đổ hết ra ngoài đây rồi. Rồi, cảm ơn chú Mười nhiều nha. Trời mực này ngon lắm đấy. Chưa ăn được đâu con. Con đổ hết ra hai cái bình điện thoại của chú rồi. Đây. Để đó mẹ chiên lên ăn nhá. Kêu mẹ chiên lên ăn. Ok chưa? Con cầm cái này vô cho mẹ kêu mẹ chiên lên ăn đi. Không hả? Đó con cầm cái này vô kêu mẹ chiên đi đó mẹ ăn cái này kìa. Ủa mẹ con cứ bảo mẹ chiên cho con ăn là mẹ chiên. Con bảo coi. Con đừng nói coi. Con thử bảo coi. Chiên như cái đó đang sống đâu ăn được đâu con. Dạ, đem mình chín đi kìa. Đó. Đem mình chín cho bóc nắm ra đi nhá. Ăn thử ngon lắm đấy. Rồi, ok. Vậy là xong hai bịch mực này, rất là cảm ơn chú Mười nhiều. Bây giờ là tới hai cái máy nè mọi người. Không biết là máy gì đây. Đây, chính là con Samsung A10s này là của chú Mười nhận ở nhà kế bên này. Thì nói là tình hình là nói chung là cái hai vợ chồng này rất là khó khăn cho nên là Nguyễn Cung đã bảo chú nhận lại không có tính tiền công cũng không có tính tiền màn hình nha mọi người, là gọi là thay hoàn toàn miễn phí cho chú luôn, chỉ tính cái tiền ship ra với ship vô thì vợ chồng nó chịu thôi. Đó thì khó khăn lắm thì Nguyễn Cung mới nhận như vậy nha, chứ không có là Nguyễn Cung cũng không có nhận là kiểu làm ăn thua lỗ này đâu, pin phù luôn nè mọi người. Đó con A10s và đây chính là cái con Vivo bởi trước hai màn hình chú mà gửi màn hình ra nhưng mà bị mật khẩu và chú gửi vào để chạy mật khẩu nha mọi người. Đó thì có hai con này thôi. A10s thì Nguyễn Cung đã chia sẻ cách thay màn hình rồi cho nên Nguyễn Cung sẽ không chia sẻ nữa. Cái video này thì chủ yếu là review quà chú Mười đưa vô với lại cảm ơn chú Mười rất là nhiều nha. Rồi bye bye mọi người.